Hello, xin chào các bạn với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp một kiện hàng siêu to khổng lồ nha. Thì ở đây mình đặt một cái kệ để giày dép nhá. Kệ để giày dép với lại một mình kèm theo một cái vài sản phẩm ở trong nhà tắm này. Cái giá để xà bông rồi gì vậy. Thì hôm nay mình đập hộp xem kệ này có chắc chắn không nhá. Sắp đóng gói rất là cẩn thận. Hàng này giao là tương đối nặng. Thì cái sản phẩm này thì mình sẽ để dành trong video lần sau nhé. Còn đây, hôm nay mình sẽ mở cái kệ để giày dép này nhé. Thấy trên dép là một cái copy á. Thì nhiều các sản phẩm cái bình luận các bạn để lại thì mình rất là đẹp. Mình quyết định mua. Cái này các bạn mua về các bạn phải tự lắp ghép nhé. Đây cổ. Gỗ nhìn cũng ổn đấy. Không phải đâu, như gỗ cũng nặng. Đây là sản phẩm của mình nha. Đây mình lấy ra là đây. Chất liệu gỗ. Có cho mình đinh. Đây. Thì kệ này là kệ đựng để đựng giày dép trong phòng nhá, 3 tầng. Thì bây giờ mình sẽ lắp ghép lại nhé. Hoàn thiện rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé.
caramin. Bị lạc lỗ rồi.